បាទសួស្តីបាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកនិយមការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសតាម Channel Khmer Academy ទាំងអស់គ្នាបាទជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយនៅក្នុង video ទី 4 នេះបាទយើងនឹងជជែកគ្នាអំពីការប្រកបជាមួយនឹងស្រៈ A ដែលខ្ញុំនឹងលើកយកមក 4 ចំណុចមកជជែកគ្នាទី 1 គឺត្រង់ A R E បាទថាតើស្រៈដែលប្រកបនឹងនេះសំឡេងយ៉ាងម៉េច ATP គឺ AU បាទសំឡេងយ៉ាងម៉េច AW សំឡេងយ៉ាងម៉េច ហើយនឹង AY នឹងសំឡេងប្រកបយ៉ាងម៉េច បាទ អញ្ចឹង ដើម្បី កុំឲ្យ ខាត់ ពេល យូរ យើង ចូល ទៅដល់ ស្រៈទី 1 បាទ នៅ ក្នុង ស្រៈទី 1 នេះ យើង មាន អក្សរ A R E អញ្ចឹង 3 តួ នេះ នៅ ជាមួយ គ្នា យើង ស្មើ នឹង សំឡេង E បាទ សំឡេង E ហើយ នៅ ត្រង់ ពើ អក្សរ ខាង មុខ នេះ ជា កន្លែង យើង ដាក់ ព្យញ្ជនៈ នេះ បាទ អាច មាន 1 2 ឬក៏ 3 បាទ và tại chữ tu tấu miền môi pì bà chẳng sầm lên prakop sra ia nưng miền pịa tì muối bà pịa tì muối ní dương sạ prakop ngọc nía so si ní cứ sầm lên so khó bị dương prakop mốc khó đạ sra ia kia chẳng pịa ní anh thá kia bà chỗ đó pịa tì pí di bà so di ní cứ sầm lên so đo rồi có so đồ chẳng opama thá sầm lên so đồ cho ai sợ e o e ní sơ mơ nâng sợ e nó bê dương bà có đâu đã sợ e dìa chừng dừng ăn thá dìa cho đọc biệt tì bầy biệt ní dừng ăn thá xìa xìa ok chừng dừng ăn nó sẽ rộp lăng vĩnh khía dìa xìa ok cho đọc sợ tì bì bà sợ tì bì ní cứ ở sợ e nâng ở sợ dù bà cà nà dừng khơi e nâng dù bẹp ní គឺស្មើនឹងស្រៈអបាទសំឡេងប្រកបគឺស្រៈអហើយជាទូទៅគឺយើងអាចដាក់ចេញចំណេញនៅពីមុខនិងដាក់ចេញចំណេញនៅពីក្រោយបាទអញ្ចឹងជួយដល់ពាក្យឧទាហរណ៍ទី 1 យើងហៅថា cost អក្សរ C នេះស្មើនឹងអក្សរ K AU នេះស្មើនឹងស្រៈអ អក្សរ S នេះស្មើនឹងអក្សរ S ចំណុចពេលយើងប្រកប K ដាក់ស្រៈអ K ដដែលហ្នឹងឯង K ដាក់ស្រៈ K K ដាក់ស្រៈ cost chúng biến như thế cost mà ủ thọ thì pí biến như thế hall và so h ní sơ mơ so h e u ní sơ mơ so l ní sơ mơ so low chứ nó bây giờ mình có h h h từ low hall và chúng biến như thế hall ok cho đó ủ thọ thì bấy so f ní sơ mơ so h trường vô và e u ní sơ mơ so ở đó Alice mơ nâng ở xa lâu ấy thì ní xâm lên thơ cân tùy bà nó bây giờ dừng bà có hoa chân vô nhận ta fall 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 the low fall mà chân biến nhận ta fault fault ok anh sẽ rộp lăng vinh cost hall fault ok chân chỗ đó ca bà có sẵn tì bấy mà nó không chấm nơi tì bấy ní cứ dương miền ở xa A nâng ở xa W ấy chân tu tấu cứ chương trình điện đã nấu hàng một mà chỉ từ từ mà anh đã hàng coi ban đây miền định nhé tại dù ông thó này bịa đã bắt đầu rồi gặp và có chương trình điện nó còn một AW nó cứ smơ sra o và sra o cho ông thó tìm mối sợ L nó cứ smơ nữa sợ low chương low đã sra o như là lo mà chương bịa như là lo và ông thó tìm pì sợ D nó smơ nữa sợ đó sợ o đi và nấu tí pí rồi nấu bật tập thì sợ đi chứng tôi chỉ chuyên cho nhận rô thế và cứ tôi chỉ trường rô mà trường p dùng bật có đo trường rô draw đã rõ draw rồi đấy chứng pi nhận thành draw cho đầu thoát thì bảy nó sợ s ní tôi chỉ chuyên cho nhận sợ thì ní tôi chỉ trường to o ní tôi chỉ trường rô mà nấu p dùng bật có sợ trường to store trường rô straw đã sợ straw chương biến như thế straw ok chương ăn sợ lăng vĩnh law draw straw ok và chỗ đó chấm nội tỷ bốn mà cứ là sợ a chỉ muốn là sợ vài chương bảo cái này chương khinh a đừng vài bẹp đi chỉ tu tới cứ vì nào càng chóng hay nào càng muốn thì cái này chương đạp chương chuyển đấy chương a đừng vài cứ smart nâng sợ a mà smart nâng sợ a chừng ủ thọ tìm muối sọt đi ní cứ sơ mơ nâng sọt đò mà bây giờ bật có đò đã sẽ ế đề chứ biện nhận thật đề đề biện tì pì bà
sau P ní cứ tới chỉ chân cho nẹp phố sau L tới chỉ trường lô chân nó bây giờ mà có phố trường lô flow flow đã sẽ play chân biển ní như anh thá play và biết tiếp P sau S ní cứ tới chỉ chân cho nẹp só sau T ní tới chỉ trường to A bài nó cứ sẽ rồi đấy nó bây giờ mà có so trường to store store đã sẽ stay để cho biển ní như anh thá stay. Ok, answer up lang wing. They play stay. Ba, jeung romleuk lang wing nou merien ba, thmey nou thngai ni. Ba. Ti 1 a r e ni keu sra e ba. Ti 2 a u smer sra o. Ti 3 a w ko smer sra o dae. Hai ti 4 a y smer nung sra e ba. Đối chứ nó hôm nay riêng chọc trầm bằng này và xong ổn quân đều bàn và chậm nay bê vô lìa tầm mình làm lấy tạm đàn nào mê riêng ổng lấy đi bị đơm ta chọc bà. Hãy xong công thích chú chọc subscribe và tầm bây tự tụ bàn nào mê riêng thầm mây bằng to tự tiết đầy dơ nâng chú chị thả tơ sạc để bà gọp chú mùi nâng ế nâng miên sợi khá hay chậm nôn bằng màn đầy dơ ai chọn chạm bàn bà xong ổn quân bà.